Hello mọi người. Ui rồi, hai clan gặp nhau anh em ạ. Hôm nay thì mình sẽ đi với clan God và bây giờ lại gặp clan God. Rồi. Và chúng nó sẽ gạ nhau chém dao này. Thế luôn ấy. Kiểu gì trong clan là tụi nó cũng gạ chém dao rồi à. Hôm nay thì mình vào clan mới, mình muốn đi mới. Mới nhắc một cái thôi. Dao đi. Bắn đi bạn ơi, không dao. Mình lao ra mình bắn chết hết thằng nào. Thằng nào ra là gặp trước mặt mình là mình bắn hết. Thằng nào cầm dao là bắn. Rồi, phải kích thích tụi nó chứ không thì tụi nó cứ phang nhau bằng dao. Mệnh. Cái sở thích là đồi trụy. Rồi, không biết là có thằng nào. Chắc chắn là bọn này đi mid để chém dao rồi. Mệnh, hay lắm. Ở bên team kia thì có hình như là clan nào nữa ấy. Hình như cô gái. Mệnh, mình thấy cái tên Hương nó hiện lên cái khung. Cái khung kill. Này, thì bố mẹ lại sợ mày quá. Phải bắn nhử cơ. Ai ơi. Đành phải buông hết tất cả thôi. Giọt nước mát sau bờ môi. Ê chết nhầm. Nụ cười mím sau bờ môi. Sorry bạn Hiền. Hôm nay thì mình sẽ làm clip về khẩu AK-47 Rosa. Rồi bây giờ làm clip về khẩu AK-47 Rosa. Mà cứ gạ nhau chém dao như thế này thì bố con thằng nào chịu được. Hay lắm bạn ơi, từ từ. Thì mệnh. Thì mẹ nào mình bắn một phát rồi. Anh em bắt đầu lôi súng ra phang nhau. Rồi tuyệt vời, mình yêu điều này. Gì đây? Tuy nhiên PR Hoàng đế không biết là đứng la liếm cái gì. Chứ là đợi thằng nào xuống hầm để chém dao với nhau. Đi mệnh. Cái sở thích bọn này nó đồi trụy cực anh em ạ. Tới đây nào. Rồi hay lắm, bắt đầu chém dao với nhau. Thật là VL. Rồi hay lắm các bạn ơi. À, cắm ở phân máu này. Ơ, cái điện mệnh. Hay lắm. Bạn cứu mình một pha rất là nhanh. Đã nuốt đi con hàng của mình. Bây giờ còn một thằng nữa. Bom ở đây. Á à, đủ. Bây giờ mình sẽ đi lên nấp đây ông ta. Mình cảm thấy là bất an khi lượng máu của mình chỉ có 10 HP. Rồi bắn nhau nhá, định mệnh đừng chém dao nữa. Mình xin các bạn. Please. Cho mình test súng ạ. Mic à. Rồi, một thằng chết ở hầm. Hay lắm. Ngồi đây kênh phải gọi là mắc pin thế giới. Hầm 92, biết rồi, mình biết bạn chết trong hầm rồi. Mình chỉ đợi nó lao ra lấy cái quả bom thôi. Nó sẽ biết mùi của khẩu AK ngon này. Đấy. Ơ, cái điện mội. Gì vậy? Chát hầm B, mội mình lao mà mình cam. Thế đấy nào. Nó đứng ngay trên cửa. Thật là VL. Khốn nạn. Anh em nói chung là không nên tin vào đồng đội nhiều. Cứ tin vào cái bản năng của mình đã. Mình đã gặp bao nhiêu lần rồi. Thế mèo là bây giờ vẫn là gặp lại cái tình huống như này. Đấy, tin đồng đội. Mình yếu máu mà. Tại vì đi theo clan thì clan bắn hay thì mình phải tin tưởng thôi. Chắc là một chút gì đó sai lầm. Á đồ. Rồi lách vào không thấy. Rồi bắn luôn đi. Ngại ngùng cái gì? Đừng ngại ngùng. Cứ bắn đi. Rồi, anh Ân không làm đấy. Đi mệnh. Mọi người cứ rủ nhau chém dao thế này thì bố con thằng nào quay được. Ê luôn đi. Không thì chơi dao luôn đi. Dao luôn đi các bạn ơi. Dù sao mình cũng test ra 1-2 trận là được rồi. Đấy, khi hai clan gặp nhau thì cứ là cái sở thích là đồi bại. Khốn nạn thật. Thế đấy nào. Đi rank người ta bắn nhau. Đây, mình đi rank là chém nhau thôi. Hay lắm các bạn ơi. Giao thì giao luôn, hay đấy. Rồi giao luôn, đích làm clip nữa. Cho cũng sẽ lên TV thôi. Kệ đi, chúng ta sẽ chơi giao. Và mình sẽ vẫn quay clip. Bình thường chơi giao mình không quay đâu. Tại vì bắn mà. Đích đầu toàn chơi giao. Nhưng lâu lâu đổi gió một tí cũng được. Mình thì mình hay gặp nhau lắm, giao lắm. Cứ gặp chung clan là cứ lôi giao là chém nhau thôi à. Bọn này hay vừa lới. Rồi cái bom rồi. Chắc chắn ở trong side B. Nãy mình không kênh cái bom side này. À. Này đi. Ủa ơi không hiện ra bị mệnh. Đùa. Đây. Thật là VL. Anh em thấy mình xả một băng đạn mà gần hết nó mới chết đi. Không thấy. Anh em thấy không ạ? Thế đây nào. Thế này thì mình bắn không được rồi. Thôi giao thôi. Mình bắn không được. Lác quá. Trời ơi. Giang hồ hiểm ác. Không bằng mạng lác Việt Nam. Đây rồi. Á à, đủ hai thanh niên luôn. Định mệnh ghê vậy.
Thôi 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 xong rồi, khoai quá. Hay lắm. Mình cái pha lúc đấy ảo lòi anh em ạ. Thế đeo đâu? Dí vào người cả băng đi, tới sau cùng mới chết. Giao đi. Thế giao nào. Mày chơi giao thì giao luôn, sợ gì. Lúc đầu mình cứ tưởng là bắn thôi. Mình muốn gạ cái bọn này để bắn thôi, chứ không muốn giao, để test cái súng. Thế đeo nào, bọn này nó bắt đầu. Ôi rồi. Rồi, giao cơ mà. Vậy bây giờ lại bắn à, ok. Muốn bắn thì bắn luôn. Rồi, mời. Cái gì vậy, chết sạch rồi kìa. VL, sorry anh em. VL giao. Sorry mọi người. Một pha chat giao lên của mình đã làm tìm bạn ngã ngủ sấp mặt lờ. Mà sao Trung Lan mà. Đùa bây giờ có nói có chỉ có trách thì cũng không trách ai được. Bây giờ Trung Lan chả nhẽ chửi nhau. Bây giờ bảo bắn mà mình rút súng ra bắn thì cũng bảo chơi dao mà mình rút súng ra bắn thì tụi nó cũng không thể nói được. Thì mệnh Trung Lan mà chửi sao được. Chả nhẽ là chửi clan gôn chơi bẩn à. Clan gót chứ nhầm. Giao đi. Bây giờ không biết là giao hay súng này. Bây giờ lăng quăng lắm rồi. Bây giờ giao hay súng. Giao hay súng. Đừng ném khói. Ok, bọn này cứ chuyên môn là ném khói. Cứ làm người ta là không thể đi qua cái làn khói được. Làn xương khói phôi phà. Mang bóng ai xa dần. Xung quanh đời tôi toàn dao. Dao thế này. À đủ. Gì vậy chém thường định mệnh. Này đi. Rồi tôi xong rồi. Tết đích nào. Vãi thật. Chém sập mặt lờ nó đi. Bây giờ chúng ta hãy chơi hành vi tập thể đi. Cái tội chơi dao này. Thích dao lắm à. Đấy. Cứ dao là bị vả. Cũng bị vả sập mặt lờ thôi. Rồi ok. Trận lúc nãy là lỗi kỹ thuật. Hạch đấy. Cái gì vậy bà. Chém xa một tí nữa mà. Làm gì mà căng. Chém xa là do lag đấy. Lag thì sẽ chém xa thôi. Rồi đây này. Thôi cá mập khát bím đây rồi. Đù. Thanh niên cầm cá mập như thần. Hay lắm bạn ấy. Nghĩ gì. Lao vào một bầy. Rồi chết sạch. Giết luôn hai thằng này. Đây rồi. 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 Này đi. Lượn lờ đấy. Kinh thế. Từ từ cho tụi mình ăn với. Rồi ép nó vào. Rồi. Kinh thế nhở. Tết đích nào chém không trúng kìa. Chạy đâu bạn ơi. Lại đây nào, đứng lại. Mày đứng lại bố bảo. Hay lắm bạn ê. Hay lắm. Cầm con gà đấy nó không có tác dụng với đội mình đâu. Nó miễn dịt rồi. Á đồ ghê vậy. Hiếp nó, mệnh chém không tới. Hỏi 3-1. 3-1 không trột cũng khỏe. Ok. Chúng ta sẽ làm thêm trận nữa đi. Ok, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đồng hành cùng clan God đi băm rank C4. Clan này thì cũng mạnh lắm, chứ không phải là rộng vừa đâu. Cũng tùy team thôi. Có team thì bắn cũng khá là yếu, mà có team thì bắn rất là mạnh. Mình đi thì mình gặp 2-3 team rồi. Team nào cũng bắn rất là mạnh. Cứ lao qua nhà người ta thôi. Đẩy sấp mặt lờ. Nhưng cũng có team cứ bị nói chung là tạ. Đấy. Đi chung clan mệnh thì các bạn không bắn tốt thì sẽ bị lép vế. Người ta hay gọi là lép víu. Rồi. Người ta hay gọi là phẳng lưng đấy. Gì ấy. Lao ra xem nào. Mình nói thì anh em cũng đừng nghĩ bậy nhá. Cứ nghĩ bậy thì lại comment bảo mình nói tục các kiểu. Mình đâu nói tục đâu. Đây mình là nói giảm nói tránh nhá. Anh em hiểu cái từ nói giảm nói tránh không ạ? Á đồ. Gì vậy? Gì mà chết sạch rồi? Nhanh vậy các bạn ơi. Đẩy gì? Mới kịp nói, chưa kịp nói. Đẩy gì mà đẩy nhanh thế? Clear team thôi kìa. Rồi bây giờ còn mỗi mình thôi. Một thân bơ vơ. Nó đâu? Bọn này trong khu vực bom sai B mà. Không có ai thì cứ đặt bom tự nhiên thôi. Chúng ta cứ tự nhiên như ở nhà. Nó yếu, ok yếu à. Nói cho đúng nha, mệnh. Mình sợ nhất là đồng đội cứ báo yếu vào bắn một mả đạn nhét vào mồm nó mà không chết. Ê luôn đấy, sợ nhất là như thế.
À đây rồi. Ủa ôi, yếu đâu ba, còn 3 tít rồi nè. À đù, chắc thằng này yếu quá. Này đấy, nghĩ gì? Dễ ăn lắm à. Lại đây, clear team nha. Không phải clear team nhưng gánh được team thôi. Gánh được một hiệp. Hay lắm, rồi cảm ơn. Ăn hên thôi. Hên thôi bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mình đi đâu ta? Cái đồng đội cứ thích tấn vào hẻm B mọi. Thật là VL. À, cái hẻm mic ra B anh em hay gọi đó là dốc B thì phải. Cái đấy mình không rõ lắm. Rồi. Hay lắm, nó giết sạch rồi. Thật là VL. Anh em chơi cái gì kiểu gì vậy? Hư cấu. Á à, này đi, lục đầu bò. Tuy nhiên ngồi cam rất là chăm chú, diễn rất là sâu. Nhưng mình chợt nhận thấy là bạn diễn quá sâu thì mình cắt. Vậy hay lắm. AWM VIP. Bạn ơi, ăn gì bạn hay thế? Ra đi, ra đi, ra nào. Ra đi bạn ơi. Bây giờ mình sẽ kết thúc clip này ở đấy thôi. Chờ đợi lâu thì mình không thích lắm. Nhưng tiếc quá, một trận clear team. À chứ nhầm, kính team. Bây giờ mình sẽ nghỉ ở đây thôi. Hay là mình coi hết thing như này. Đợi lâu quá anh em ạ. Rồi, rồi ơi, không chết kìa đi mệnh. Lên luôn, lên luôn. Mình rất muốn, mong muốn anh em này thanh niên này chết để qua trận khác bắn cho đá tay mậy. Bom ở kia, bom ngay trước mắt. Mình nghĩ nó lại cam đang bê thôi. Cái tính chất bọn này nó vậy mà. Đấy, tương vào đấy là chuẩn bái. Lấp ló, thôi xong rồi.